Chào các bạn anh chị quay lại với Nắng Cái Tương TV nha. Thì hôm nay lại tiếp tục công việc làm vườn nữa các bạn chị. Hôm nay em sẽ ra tưới cho nó. Ngày hôm qua thì đã ra hạm đọt lại rồi các bạn chị. Hạm đọt mấy cái sâu riêng lại. Thì hôm nay sẽ ra tưới cho nó. Và ngày hôm nay chắc sẽ xử lý những cái sầu riêng, những cái tiêu của bác chị nó nằm ở cạnh những cái sầu riêng như này. Đấy, những cái sầu riêng thì nó đã tơ thì nó phát triển lên rồi. Và những cái tiêu thì nó xấu thì mình xử lý trước. Và những cây nào nằm gần như cây kia, những cây đó mà gần mà sầu riêng quá thì nhiều khi cũng cân nhắc để mà xử lý luôn, để cho cái sầu riêng nó phát triển nhá. Đây có một cái sầu riêng ở đây các bác chị. Cái sầu riêng này hồi trước trồng thì nó cũng bị giống kiểu là nó bị suy cây rồi. Để trồng xuống và chăm sóc xong một thời gian các anh chị. Đấy, các anh chị nhìn mấy đọt này. Đọt nó ra ra ra. Lá thì xanh nhá. Các cái nét của nó bắt đầu nó phóng ra này. Đấy. Chăm sóc mình dưỡng bộ rễ của nó, xử lý tuyến trùng các thứ xong là bây giờ thì nó đã phục hồi và như thế này là nó phát triển rồi các anh chị. Đấy. Từ những cây nhỏ nhỏ như này mình chăm sóc lớn lên dần 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 đến lúc ngày thu hoạch cả một quá trình. Phía ngoài này thì trước trồng chân dây phía trên kia thì nó bị quăn phái rồi. Còn phía dưới này thì chung trồng trong bờ rào các bạn chị, đây, sát bờ rào kìa, thì nó bò lên đó. Thì là trước đã thu rồi nhưng mà mới đủ vốn đấy, chân dây này mới đủ vốn nên là chưa chưa có ấy. Bây giờ thì dưới này tự nhiên nó ra lại lại không bị sâu gì hết các bạn chị, bông trái đầy luôn. Một số nó bò lên cái tiêu, còn một số thì nó bò theo cái dây này, của cái dây nó bò phía mặt này xuống dưới này, sang bên hông bên bên nhà, bên hàng xóm bên này, đấy, chạy hết sang bên này là hoa đầy luôn, mà hoa toàn là hoa búp nhá. Đợt này nó đậu nhiều đúng không anh chị, đấy, leo lên cả cái tiêu nó cũng đậu này. Đậu nhiều thì mình giá đợt này thì cũng có hơi cao cao này. Thì 90 ngàn thì một ký chân chân múc, còn chân xuất khẩu thì cao hơn. Đấy, nó ra những cái nụ như này, nụ như này là bắt đầu nó ra trái nhá, mà nụ nhiều lắm. Nụ như này là nó ra trái các bạn chị. Đấy, bờ rào này thấy chưa, nó bỏ bờ rào nó ra khiếp chứ cái gì. Phía trên kia nó quanh, phía dưới này thì nó đỡ hơn. Đấy, bỏ xong xong bờ rào này mình chắn gió cho sầu riêng luôn. Đấy, nó tút ra ngoài đằng trước kia chắc còn được gần một nửa, gần một nửa so chân dây đây này, những quả lú ra này. Còn hy vọng lấy lại vớt vát được ít trời ơi, ít tiền công các bạn chị, mới đủ tiền giống rồi. Đây là hoa đực này của nó này. Hoa đực để thụ phấn. Đấy, cái sầu riêng này vừa rồi cũng cắt cành cho nó, bây giờ thì nó cũng đã xum tán ra rồi. Bây giờ mình giữ cho cái bộ lá tiếp theo này nữa, là bên ngoài là kín, là bên trong nó thoáng nhé. Lại mắc cái sầu được cái tiêu này. Tiêu này mình cứ ăn thường. Bây giờ phá đi cũng uổng, tiêu nhiều khi nó có giá mình phá để uổng. Bên hàng xóm người ta đang tưới 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 sầu riêng bên đấy. Bây giờ em thì đang chờ trong nhà dập bơm ra đây, trong nhà là đây 5-6 cuộn ra xa chờ để dập. Ở đây thì để một lớp cỏ này, đây là chị nhìn thấy không? Cỏ này là để cho nó rễ nó bò ra, nó khỏi bị cháy rễ. Nhưng phía trong kia mà đáng lẽ phải làm sạch đi, nhưng bây giờ chỗ này trống quá nên là để luôn cho nó kín trong gốc luôn. Cho nên nếu mà cây sầu riêng mà nó đậm rạp thì mình làm sạch ở bên trong gốc ra tới cái mép tán thôi, còn từ mép tán trở ra đây là mình để cỏ cho nó xốp đất với lại nó đỡ cháy bộ rễ. Thấy người ta hướng dẫn nhưng mà mình nghĩ cũng rất hiệu quả đấy các bác chị. Nếu khi mà các bác chị để lâu tưới, ví dụ như là 1-3 ngày các bác chị tưới, nhưng mà có khi để có cỏ này các bác chị để đến 5 ngày tưới vẫn được, nên là lợi của cỏ thế. Còn nó cạnh tranh dinh dưỡng thì nhiều khi nó đến lúc nó tốt lên thì mình khi mình phát đi thì nó lại trả lại từ cái chất hữu cơ lại cho đất, thì nó trả lại đất thôi, nó cũng chẳng thu hút của đất cái gì cả, nên là chẳng sao. Khi trước kia làm siêng quá là cỏ nó lên phát là phát sạch
bóng bờ bóng cả vườn luôn, sau thì nó chai cả đất luôn. Là bây giờ làm nhác một xí, cho là làm sầu riêng thì mới làm nhác được thôi, chứ nếu mà làm các cây trồng khác như cà phê mà làm nhác cỏ như thế này thì cũng không ổn lắm. Nhưng mà một số bây giờ các anh chị thấy có nhiều người chia sẻ trên vườn hữu cơ đấy, vườn vườn thân thiện với môi trường đấy, thì họ vẫn trồng cỏ, để cỏ thế, và họ vẫn cứ để sắp 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 mặt cỏ với ngang với cây trồng như cây cà rồi, thế là vẫn hiệu quả đấy. Nên là nhiều khi cũng không phải bỏ cỏ là ăn hết đất của mình đâu, hết phân của mình đâu. Bây giờ em sẽ bước vào tưới nhé. Tưới là nó mát cây, tưới bần sáng thì nó mát hơn các bác chị. Nhiều người họ bảo là tưới vào bần chiều thì nhiều khi đêm về thời tiết ở Tây Nguyên như là đêm ngày thì nắng gắt mà đêm thì lại lạnh, sốc nhiệt. Nên tưới vào buổi sáng thì nó đỡ sốc nhiệt hơn. Nên là em bây giờ chuyển sang tưới buổi sáng. Đấy, mấy cái sầu riêng thì hai sầu riêng thì to thêm rồi. Cái ngày hôm qua, ngày hôm qua các bác chị thì xịt hàm lọt đấy, các anh chị ngày hôm nay thì thấy các anh chị thì có những cái cặp lá nó to hơn đấy, thấy chưa đấy, những cặp lá nó to như cái mỗi ngày là cái lá nó phát triển nhìn to hơn sao các anh chị. Hôm nay không cầm cái chống rung nên là hơi rung tay một xí. Đây này, phía mặt này này, đưa ra phía mặt trời này các anh chị, cho các anh chị xem này. Ngày hôm qua thì cũng chia sẻ cái cây này này đấy. Cái này thì mấy cái lá này chưa mở nhá. Hôm nay thì bắt đầu nó mở lá này. Phía trên này. Đây, phía trên đấy. Yeah. Chị nhìn thấy có mấy cái lá mở không? Đấy. Đó. Mấy cái lá mà mở ra đó là ngày hôm qua là chưa mở nhá. Thì hôm nay thì nó mở thêm một lời rồi. Thì qua một đêm là cái bộ đọt nó phóng ra thêm một khúc và nó mở lá dần dần ra. Nên là mình hãm trước rồi bắt đầu những cái thằng đọt sau là nó đứng lại, còn mấy thằng này là dồn sức cho nó phát triển cái bộ lá to nhanh hơn và để nó phóng ra để mình làm giả lá cho nó kịp với cái lượng bông của mình ra. Đây không có thì cũng chết chợ. Đấy. Cứ đây. Không cầm chống rung tay nó hơi rung xí nhá các anh chị. Một cái chống rung mới dùng mấy năm rồi bây giờ nó cũng đã bị lỗi rồi, quay nhiều khi một tí là nó lại gục đầu, tí gục đầu, chưa làm ra được tiền để mà mua lại cho nó mà nó đã phải hư mất rồi. Nên là rất mong các anh chị khi xem video thì ủng hộ cho em trai tương tác với nhá, để nhanh chóng có được cái nguồn thu nhập để mà mua lại dụng cụ quay phim cho không chết dở. Và cùng cái dàn diễn viên, đây là những dàn diễn viên của kênh Nàng Gió Tây Nguyên TV này đấy, dàn diễn viên điện tử đấy. Đấy, xem các cái dàn diễn viên này sau này nó sẽ phát triển như thế đâu, phát triển như thế nào. Đấy, nước thì cứ chăm cứ tưới nó thường xuyên, hy vọng đấy, cái tán cây nó nằm ở ngay đây đấy, tán cây nằm ở dưới đây các anh chị. Nhưng mà cứ khi cái rễ nó phải nằm tút ra ngoài đây rồi. Mình tưới tút ra ngoài cho nó thoải mái, cho nó khi nó bò rễ mới để non nó ra nó ăn hút thụ cho được nhanh nhé. Và nó hấp thụ được cái phần nước, cái no nước nó, thì sau này đến lúc cái phần lở mà có mưa thì nó cũng đủ nước rồi, nó không cần nữa. Và là dư nó không thèm nữa, là nó không hút vô nữa thì đỡ sốc sốc bông, sốc trái của mình. Nước sầu riêng thì em đã tưới xong rồi các anh chị. Bây giờ cây cối thì nó đã mát mẻ rồi. Và bây giờ đến cái chuyện là cái vấn đề là đau đầu nhất và hóc búa nhất của tất cả, không riêng gì em và tất cả mọi người khác, bà con nông dân làm về nông nghiệp, thì khi một cái cây trồng nào nó phát triển và nó có giá trị cao thì mình lại cuốn vào vòng xoáy đó để đi cúng trồng để kiếm mong về thu được về cái lợi nhuận kinh tế cao nhất cho gia đình mình. Nhưng mà như bây giờ hiện tại cái tiêu của em đây và cái sầu riêng, hồi xưa thì cứ cái trồng gọi là trồng chen nhau thôi, cả cà cả đồ trồng rất mấy gì thì cũng không có quy hoạch, tại vì mình không thể có diện tích rộng để mà quy hoạch được cho nó bài bản cà phê hoặc tiêu cho nó khác nhau, thì mình cứ trồng chen. Khi mà nó đã phát triển được, cây nào cũng đẹp hết. Đấy, như tiêu, cây tiêu này cũng không đến nỗi nào xấu nhưng mà chỉ cũng đẹp. Mà cái sầu riêng này lá đẹp,
sân dây. Bây giờ nó lấn sang bên này thì nó là mắc cái tiêu này, cái độ ánh sáng này, rồi khi mà cái sầu riêng mà nó đi chạm một cái gì đó thì nó sẽ ngừng lại, nó không phát triển, nó đẩy tán sang bên kia mặn mà bên này không có, nên dần là chỗ này lép luôn. Thì bây giờ được muốn cây sầu riêng phát triển được thì buộc phải hy sinh một cây, mà bây giờ cái giá trị kinh tế của cái tiêu này bây giờ thì cũng ngoài gần 100.000 một ký các bác chị, cà phê thì cũng 9-10 ngàn, tiêu thì cũng gần ngang ngửa nhau, mà sầu riêng này thì có giá trị cao hơn. Nhưng mà bây giờ muốn cây sầu riêng phát triển nhanh hơn thì buộc phải hy sinh thằng này để cho cái sầu riêng phát triển nhanh để thu có thu nhập. Tại vì một trái sầu riêng có khi là trong một cành 2-3 trái sầu riêng là bằng cả một cái sầu, cái tiêu này rồi. Còn cái tiêu này một năm thì mới có thu hoạch được tầm vài 300 ngàn một trụ. Thì như cây này được tầm như năm tiêu năm nay 100 ngàn một ký, gần 100 ngàn đấy, thì cây này có tầm 3 ký cho 4 ký thôi thì có 300-400 ngàn thôi, nó ví dụ như được đạt đấy. Còn không đạt thì có tầm 100-200 ngàn một cây, cái tiêu nhỏ nhỏ tán chưa động đấy. Thì bây giờ mình phải đấu tranh tư tưởng, phải phải bỏ hay là không bỏ đấy. Bây giờ là cái giai đoạn em thấy thấp bộ đầu độc nhất, bây giờ trước khi chặt thì cũng thật sự là cô bán chị cứ tiếc cực kỳ luôn. Cây này để sang năm thì cũng có chứ, trái chứ không phải không có trái, cũng tương đối chứ không phải là đẹp cái xấu chặt nhé anh chị. Tại vì những cây nó nằm ở gần đây thì em mới chặt thôi, còn nếu nhiều cây nó nằm ở phía ngoài thì sầu riêng cây tiêu nó lại lụi dần dần, nó chết mất đấy, mình phải trồng đi trồng lại miết khó. Còn cái cây nằm gần thì lại rút cuộc là đẹp, mà đẹp nhưng mà khi mà mình tưới sầu riêng thì mình không hạn được nó, thì sau này nó cũng trái, nó kiểu nó cũng lác đác, nó không được đều nhé anh chị. Nên thôi bây giờ thì cũng chấp nhận hy sinh cái tiêu đi để cho cái sầu riêng phát triển. Đây lá sầu riêng này. Đấy, mọc mọc lá, xanh lá, dày lá nha các anh chị. Đọt thì vừa rồi cắt cành cho nó, bây giờ các anh chị nhìn phía trong này. Đấy, thoáng gốc. Bây giờ chỉ có phát triển bộ tán bên ngoài này nữa là nó sum xê thôi. Này, đọt tan này. Đấy, mình bảo vệ được cái bộ lá này nó không bị chết hút là nó sẽ giữ đến lúc già là ok luôn. Nó không có cái gì chết hút nữa. Còn bây giờ thì cái tiêu này chấp nhận phải hy sinh cho cây sầu riêng phát triển. Trước khi để cho nó rủ xuống thì mình bây giờ sẽ tiến hành đi chặt những cái cây nào mà mình không giữ lại nữa, thì mình sẽ chặt đi cái gốc của nó để cho nó chết cái lá nó rụng xuống, và sau này nó sẽ rụng bớt đi, mình kéo xuống nó dễ hơn nhé. Nhưng bây giờ cái bộ lá sum xê này kéo xuống cũng khó mà mệt. Bây giờ mình sẽ chặt trước đi. Đấy, bây giờ gọi giai đoạn là phá bỏ đây. Phá bỏ. Đấy, công sức này. Công sức mình làm, mình chăm sóc các bạn chị. Bây giờ thì dời cái cây này ra những chỗ nào mà có đất trống được thì để mình trồng lại. Thứ nhất là chặn gió ngoài bờ canh luôn cho nó. Cho nó ấy luôn bạn chị, cho nó khỏi đợi gió, cho sâu riêng nó khỏi ảnh hưởng. Đấy. Và bữa nữa là cái cây này nó sẽ héo queo luôn. Bên này có còn kia cái thân nào nữa không? Bên này còn cành nữa này. Đấy, trước để vẫn nhiều cành nên là bây giờ nó đan xen. Đấy. Cái này nó nhanh chết lắm. Chặt một ngày này nó mất nước là trên bộ cây là nó chỉ còn một số nó bám vào trong cái thân gòn này, nó hút nữa là nó chết dần dần. Nó lụi luôn cả cái sầu riêng này xuống luôn. À cái tiêu này xuống luôn. Thì sầu riêng lo mà phát triển nên là cái tiêu này bây giờ thì lá tạm thời chặt gốc nhưng mà đang còn xanh. Đấy. Bộ tiêu cũng ok không có gì. Đẹp nhá, không bị bệnh gì đâu nhá. Vừa rồi hái thì nó hơi rủ cây ấy một xí thôi. Đấy. Nhưng mà thôi đành phải chấp nhận thôi. Thì sang cái bông là bắt đầu là sổ nhị rồi. Cái này hôm trước thì em đã cột cái cọc kẽm trên quá chị. Đấy, cùng kẽm níu sang bên này. Hai cây níu lại nhá. Đấy, níu sang cái này. Thì bây giờ nó cũng đã bắt đầu là nghiêng dần dần rồi. Đấy, quá chị nhìn không? Nghiêng dần dần sang này. Cái tạm thời cây này nó hơi xa hơn thì cứ để đó ăn đã. Còn cái cây bên phía bên kia. Đấy, cây bên kia phải chặt thôi. Đây, bây giờ thì nhìn từ góc này. Đấy, các bạn chị nhìn thấy không? Nó bị lép mất một cái tán sầu riêng này. Đấy, từ trong ra ngoài bên phía này thì sum xê này. Còn cái phía này thì lát này. Giờ mà cái tiêu của bác chị nhìn thấy đẹp không? Đấy, quay từ trên xuống dưới các bác chị xem. Đấy. Củ tiêu thì ok luôn. Nhưng bây giờ thì cũng phải chấp nhận cho nó ra đi luôn. Gốc tiếp tục cho nó. Xả cái phần. Đấy, thế đi.
Nói chung bây giờ thì chặt cho nó khoảng là sau nó có cái cành nào thì nó sẽ đẩy sang. Thì bây giờ thì nó cũng đã muộn rồi, tại vì cành nó đã không 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 còn cái cành để mà đẩy sang này nữa. Như bình thường mà có khi thì tiêu mà nó đang còn nở, cái sầu riêng mà đang còn tơ thì mình có thể mình bẻ để những cành trồi lên để lấy tán sang đấy được. Còn bây giờ thì không thể ấy được rồi. Sau này thì nghiên cứu có lấy được bỏ sang như thế nào thì tính tiếp, chứ bây giờ thì tạm thời cho nó ra đi ra. Đấy, mình chặt trước cái này để cho nó héo cái lá nó rụ xuống, sau đó mình sẽ hốt cái lá mình vắt đi ra khỏi cái sầu riêng cho nó khỏi nấm. Đây, cái sầu riêng, cái tiêu này nó cũng nấm nhiều các chị. Đấy, sau một hai bữa nữa nó héo cái lá đi thì sẽ ra lôi chặt cái gọn và lôi được xuống. Để tìm lại cái chỗ để cho mấy cái cây gòn cắm xuống ở chỗ nào nữa. Đấy, đây là hết bộ tiêu xanh, cao cao lên xíu cho nó đỡ hút. Đấy, vậy là sau khi chặt đi có chị này, đấy, cái tiêu nó xì cái nước mụ vàng vàng ra này. Đấy, cái sầu riêng này thì chuẩn bị có độ thoáng này. Đây, đẹp chưa? Đấy, lá xanh này. Dàn cành này nếu mà nó nằm ở phía ngoài mình kích bông cho nó đạt đây, năm tới đây nó sẽ rất nhiều trái các anh chị. Nhưng bây giờ thì đã chặt rồi, xong hết rồi. Đấy, này còn cái bông tập vừa rồi chia sẻ với chị này, bây giờ thì nó gần sổ thôi chứ to. Đấy, này, cái bông phía trên cao kia ngày hôm qua chia sẻ với chị thì nó mới lú lú cái đầu mà nứt ra thôi, và hôm nay có bác chị nhìn thấy không, nó đã tung cái phấn ra rồi. Đây, đấy, nó là tung cái phấn nào các chị, nhanh chưa, có một ngày thôi mà nó tung ra cái đó rồi. Đây là mình không cấp tốc mà hạm đọt nó lại để cho nó dừng lại thì sợ nó không kịp. Đấy, nên hôm ngày hôm qua em phải cấp tốc em ra mới xử lý luôn. Đấy, lại tiếp tục thả bỏ cái trống rung, nó hư mất rồi thì nó không ấy được, nó cứ rụng rụng mết nữa rồi. Thì cầm tay nhiều khi nó cứ rung quá chị, quay nó rung rung màn hình. Các bạn chị có thông cảm nhé. Một cái trống rung triệu mấy, 1,5 triệu, 1,6 triệu thì gần 2 triệu, còn có loại xịn hơn nữa thì chưa tham khảo. Nếu không ấy nữa phải tiếp tục lại mua thêm một cái nữa để về mà quay phim, chứ cái điện thoại của mình thì nó cũng gọi là cũng hơi cầm kém. Con ốc này, con ốc sên gì to chứ anh chị ấy. Quay nó hay rung nên mình phải có cái trống rung thì nó đỡ hơn. Rồi, vậy là ra đi một gốc nữa rồi, một gốc tiếp theo. Những cây xấu này thì mình không hối hận, chỉ có tiếc nhất là mấy cái cây gần sầu riêng nó đẹp thôi. Đây, cái cây này, này đang phân vân cái này. Đấy, cái này thì cây sầu riêng nó cũng bị lép, nhưng mà lép đỡ hơn cây lúc nãy nhá. Đây, có bác chị nhìn này. Đấy, tiêu thì để sang năm vẫn có trái được đấy, nhưng mà thời gian tạm thời thì em sẽ xử lý tiếp cái cây bên kia đó. Cái này đang đà này, ba cây này, cây này gần nhất để xử lý cây đó. Vừa rồi mình hái thì thấy cái này nó bắt đầu là thấy có hiện tượng là mất cua ra rồi các chị, ép nước thời gian nó là mất cua, nó ra tiếp này. Để tiếp tục quá trình trái này, vừa rồi hái này đang sót này. Đấy, sót những trái tiêu này đã chưa.
Nay về 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 làm giả ra là bỏ trong cho vị thơm. Bây giờ thì em sẽ xử lý cây này. Đây, cây này vừa rồi cắt cành cho nó quá chị. Thì hai cây nữa, cây này, hai bên này, hai bên này cái tiêu đẹp quá, cái tiêu bên kia cũng đẹp quá. Thế thôi bây giờ sẽ hy sinh một cây bên này cho nó. Cây bên này cũng có hiện tượng lá hơi vàng vàng này. Đấy, cây này cái tơ cái chùm sau ấy, nhưng mà nó vẫn kém hơn. Hôm trước đã hy sinh một cây bên kia đó rồi. Nên hôm nay là tiếp tục phá bỏ cái này. Đấy. Là cây thứ ba này. Cây thứ ba để cho sầu riêng nó phát triển. Đẹo bớt cái phần gốc xuống, lấy trước cho nó thoáng cái phần sầu riêng trước đã. Đấy. Những cây gọn này thì mình chặt, mình di chuyển ra chỗ khác cũng trồng được. Nhưng còn cây và chú tiêu là phải thuê người. Tiêu nặng, thuê người đến họ dùng cái quay chuyên dụng để nhổ lên. Nhổ lên xong là bắt đầu là phải mang đi á, bán cho các chỗ người khác hoặc là mang đi làm chủ rào để nó khó hơn. Còn cái này thì chặt đi là xong. Và sau này mình chặt thì mình bưng cái chủ gòn đi, nó cũng dễ hơn, nhẹ hơn cái chủ si nhé. Ra đi tiếp một bụi thứ hai, à thứ ba. Rồi, 1, 2, 3, đây bụi thứ tư rồi. Đấy, xong bụi thứ tư. Và vừa là cây nó héo luôn. Cây này là vang danh một thời đấy, gọi là cây vàng đen. Cây vàng đen đấy, chỗ này chặt đi thì cái lại cái cành sầu riêng này nó sẽ vươn ra đây được, nó lấn tán ra được cái trên, thế trên nó cũng sẽ lấn ra khỏi mắc mấy trụ này. Coi như là tạm thời là giải quyết cho nó cái độ thoáng hai bên. Còn hai bụi này thì chấp nhận để ăn sang năm rồi tiếp tục tính. Sang năm mà nó đẹp thì để tiếp, mà không đẹp nữa thì hy sinh. Đấy. Đấy, cái kia bây giờ cái phía bên này có trụ tiêu, cái nó lép tán nó cũng phát triển được cái gì. Nó đẩy tán về bên kia hết đó. Đẩy tán về sang bên kia hết nên là khó. Rồi, bây giờ cái này. Cái này thì để thì vẫn có ăn nhá, nhưng mà phía trên này các chị nhìn này. Đấy, chia sẻ cái đẹp thì cũng phải chia sẻ cái xấu, trong này bảo là cái xấu thì mới đè cổ mà chặt. Đấy, nói chung cây này thì bộ tới này thì lá nó ra thì nó cũng lại xung xê lại thôi, nhưng mà mình vừa rồi hái thì nó nhìn tạ tơi phía trên chị, nhưng mà thôi, đau thì nốt công đau một lần cho nó đi luôn đi. Đấy. Cái này thì mình làm thì làm cái ấy thế, mà vợ con vợ nó ra nó thấy chặt thiết họ để ăn đá tiêu, bây giờ tiêu đã có giá mà bây giờ chặt đi thì tiếc quá, nhưng mà thôi cũng khuất mắt mình chặt đi rồi mình tiếc một mình đi, sau này nó rụ đi nó héo đi thì là nó ra mà nó nhìn thấy nữa thì nó không tiếc nữa, nó đỡ sót. Còn mình đây thì mình sót, mà sót rồi cũng phải chấp nhận để xử lý nó cho nó được việc đi. Bây giờ âm mưu muốn phát triển mạnh nhanh hơn thì kiếm được nhiều tiền hơn thì phải chấp nhận thôi. Này, trước là đào dưới này vòng một vòng quanh rễ nha các chị, sau này mà moi lên là phải moi hết toàn bộ cái bộ rễ nó lên này. Cái bộ rễ nó nằm ở dưới là nấm nhiều lắm, nó sẽ chuyển sang sầu riêng, ảnh hưởng đến bộ rễ của sầu riêng này, tính trùng đấy. Rồi đấy, vậy là ra đi cây thứ năm. Trồng 5 cây lên không đơn giản thế nào. Đấy, mới chặt sơ cái đoạn dưới này. Mà các bạn chị nhìn thấy cái sầu riêng nó đã xoáng chưa? Thoáng ánh sáng chưa? Nó rụ mấy cây trên rút xuống phát nữa là được. Rồi, cây thứ 5.
Đây. Thì bên này thì cũng định muốn chặt này quá chị, nhưng mà nó đang còn nằm xa sầu riêng hơn một xí, nên thôi cứ tạm thời để nó để nghiên cứu đã. Tiếp tiếp cây này, cây lúc nãy chặt kia được cây kia đó, mà bây giờ cây như cây này nằm xa hơn này, chẳng ảnh hưởng cái gì, nó chỉ có ảnh hưởng cây sầu riêng bên kia thôi. Nhưng cây sầu riêng bên kia thì còn lâu mới tới, mà nó lại rụ ở trên này, vừa rồi hái em kéo xuống luôn, em chặt luôn. Đây cây thứ sáu này, cho nó chết cây thứ sáu luôn này. Đấy. Chết cây thứ sáu, mà cây này không phải là không phải ấy mà nó đáng chết, vì nó xấu, nó đã bị sẵn rồi. Đây cây này không tiếp. Đấy. Cây thứ sáu. Ở đây có cây cũng kéo xuống này, không có chúng rung đi, nó rung tay quá. Đấy. Cái sầu riêng này hôm trước ngoài kia cũng có một cây đẹp như này mà dê nó ăn mất này. Cây này thì bây giờ nó đã phát triển này, bộ rễ nó phát triển mạnh tán đều này. Thì cái tiêu kia nó cũng sẵn, nó cũng đã kém luôn, nên vừa rồi hái lôi cổ nó xuống luôn. Chỗ này bây giờ là nó có ánh sáng này. Đấy, nó ăn sáng thì thằng này nó sẽ phát triển được, riêng phát triển được. Tiêu thì xấu rồi, cho đi. Đặt nó ngăn héo rồi. Đấy. Xong. Cái này bây giờ nó thoáng lên. Cà phê này trồi lại lên tiếp này. Đấy, quá trình nhìn thấy không? Bây giờ chỗ này là phá đi, là góc kia này nó thoáng này, cây sầu riêng này nó sẽ phát triển nhanh. Đấy. Và tầm đấy là 6-7 cây gì rồi. Đây cây nữa này, cây này nằm gần cây sầu riêng đây. Đấy, cây sầu riêng này thì cũng đã phát triển. Và cũng đã rơi xuống rồi, tiếp tục bỏ. Đấy. Đấy. Rồi, xong. Để lấy trụ thôi. Cái kia thấy kìa, cái kia thì bây giờ nó cũng đã rạ rồi, rồi rạ rồi, thấy chưa? Rạ rồi thì cho đi luôn. Mấy cái chốn diện tích này nó thoáng luôn. Nhưng mấy cây này thì mình không sót nhá, không tiếc. Anh để thời gian nữa nó cũng tự động chết à? Gọi là giống như chết chậm. Không có chống rung, cầm rung tay quá. Hai cây này nó ra đi hai cây luôn. Rồi. Đây cũng có cái xấu này. Cái này cũng chẳng liên quan gì ai cả, thì trồng lại sợ cũng khó, tôi cứ để đi, sau này tiếp. Đây cái này nó nằm gần cái sầu riêng này, mà cái này cũng bắt đầu là xấu này, nó mà nằm ngoài sang này tí cũng được đỡ, thế này nằm trong, nằm đây, bỏ luôn. Đấy. 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 Rồi, lại ra đi tiếp. Một em nữa rồi. Đấy. Sơ qua chỗ này. Giờ. Chỗ này thì bây giờ cái cây này khỏi sợ cạnh tranh với thằng nào nữa nhá, chỉ có cạnh tranh với thằng này, cái này thôi. Tạm ổn. Phía ngoài này. Xem có cây nào được không? Cây phía trên này, cái này. Hai cây kia. Hai cây kia làm sát luôn mà bây giờ.
Tiếc quá, tiêu không đẹp. Này, bên này bốn cây này. Cây nằm trên cái mùa khô này thì nó không sao cả. Còn là ba cây nằm ba cái bên này cũng đều đẹp. Thế mới khổ. Xấu xấu đi cái đằng. Như thế này thì biết chặt cái gì đây. Mày thôi tạm một thời cứ để đó cho nó. Nó ấy đã rồi, vài bữa nữa rồi tính. Thẳng tay thì tất nhiên rồi. Đấy, mới chặt nó bây giờ quay lại bắt đầu lán héo nó có chị. Lán rụ. Chiều là nó rụ hết. Mà tiêu này nó mất nước cái là nó sẽ nhanh nhanh rụ. Thân khô. Đây cái này. Cái này thì vừa rồi cũng chặt này. Đó, trên thì bắt đầu nó cũng đã rụ rồi. Bây giờ sẵn chặt luôn. Đấy. Chặt cho nó khô xong rồi thì sẽ mang cái nó vứt ra ngoài cho nó đỡ nấm cho riêng. Giờ chặt phát là cái chỗ khoảng trong riêng này thoáng luôn 8-9 cây gì rồi quan chị. Tiêu mà tiêu cây mà có trái sai 8-9 cây là sức trái đó. Này, gốc to chưa, bấm cái chỗ nào mà khóa đồ nét mà nó vô đây tối đen. Bây giờ mới để ý chắc từ nãy giờ là tối đen rồi. Hay là vô trong bóng tối là nó mới tối biết. Đấy, gốc to chưa? Rồi. Chặt mấy cái cổ nó đi rồi. Nó không tiếp nước lên được, nó hết phát triển rồi. Đấy. Rồi thằng cu nhỏ nó ra bể nước này nó để chứa nước đầy mà nó dùng cây nó chọc dưới. Bây giờ nó lùng ở chỗ nào cứ bơm nước đầy là cứ rút xuống tầm đó là đừng dừng lại. Bây giờ chưa thay được cái bạt khác thì mà bơm nước nhiều khi phun thuốc không đủ. Ấy ra bộ lá đã chưa. Đấy. Lúc gì mà lúc nào chăm được cái bộ lá trong vườn mà đều được như này hết, từ lá to đến lá nhỏ là sự thành công một nửa đối với cây sầu riêng rồi quá chị. Bộ lá kém là coi như là có làm bông làm gì kiểu gì đi nữa thì sau đến thời kỳ mà làm trái làm bông là nó sẽ rụng hết. Phải quan trọng nhất là bộ lá, sau đó là tiếp tục đến phần kỹ thuật chăm sóc thật làm trái. Còn ngoài này có còn cây nào không? À ngoài này có cái bên này, cái dưới này có chị. Hôm nay thì không có cái chống rung nên là màn hình nó hơi rung lắc một xí nha các bác chị. Các bác chị coi hết sức thông cảm nhé. Chống rung về nó hư mất rồi. Đây cây này. Đây, nếu mình không chặt cái tiêu này đi thì cái tán này nó sẽ lép luôn. Bây giờ muốn ăn cái này nhanh thì phải hy sinh thằng này. Thấy các anh chị nhìn mà chăm mà được mà ngon lành cỡ vài cành sầu riêng là nó sẽ bù lại cho thằng tiêu này. Mà sầu riêng thì khỏe cái là mình chăm sóc thôi, khó mình chăm sóc chịu được trái trên cây bảo vệ nó được. Chứ đến mùa hái thì tự người ta vô làm cái hái mà hái trong vòng một vài ngày là xong, tiền teng teng về tài khoản hoặc là tiền mặt cầm luôn. Còn như thằng tiêu này cũng phải hái chết luôn, hái lâu nhiều cả nhiều trái thì đang còn đỡ, ít trái là không đủ trả tiền công. Đấy, bây giờ thì sơ chặt sơ qua, bây giờ các chị nhìn bây giờ đã có chỗ thoáng chưa, bầm luôn. Đấy.
chia sẻ cái tập phim hôm nay thì ngoài mục đích là cùng các bác anh chị cảm nhận sự gọi là gì nhỉ, tiếp nối, cảm nhận sự tiếp nối cảm xót xa của một một người nông dân khi trồng và là chặt đi những cái thành quả của mình do không có sự quy hoạch trước, do sự tham lam, do diện tích ít mà đòi cái trồng cho nhiều loại cây, đến khi nó phát triển được nhiều cây nặng phát triển được hết thì lại tiếp. Có nhiều vùng mà thấy trồng mãng cầu các bác chị, mãng cầu có thời điểm giá cao, trồng mãng cầu xong đến lúc vì thấy cầu sầu riêng có giá bắt đầu lại thì nó chặt mãng cầu để trồng sầu riêng đấy, lại cứ vòng lẫn quẩn mới phát sinh sơ này. Ngày mai ngày mốt là cái bộ lá này nó rụng hết xuống thì cái tán sầu riêng này nó sẽ đâm với cái cành của nó ra bên kia, nó lấn sang bên này, mình sẽ chỉnh tán dần dần, mình sẽ bấm bên này đi cho nó chậm lại, đẩy sang bên kia để tròn tán lại nhá. Đấy, từ nãy giờ biết được chục cây chưa bác chị? Rồi xong một cái này đây, còn cái này nữa này, cái này em sẽ bấm luôn này. Ui, không có cái gì cầm, nó rung lắc quá. Lại tiếp tục phá. Gốc to này. Rồi. Tạm ổn. Ok này này. Nhưng cái này nó vẫn chưa ấy mấy thì cố thêm 1 năm nữa rồi tiến tiếp. Còn cái sầu riêng ở dưới này thì con dê nó ăn thì bây giờ trồi bắt đầu cũng đang phóng ra rồi các chị. Đấy, trồi nó phóng ra nhưng mà bây giờ cũng chưa biết thế nào để con tán thế nào, xong bắt đầu mới chặn thằng trên này hạm lại bấm bỏ đi hoặc là để nâng lên tùy theo vào cái cành này, nhưng mà cành này bây giờ nó cũng đã gục xuống hết rồi nên là bây giờ mình khả năng phải chờ một cái chồi mới, cắt bỏ phần này đi, cắt bỏ cái này đi để cho bên kia nó phát triển mạnh hơn, sau này dần dần mình cho nó chồi ra là vừa. Vì tạm thời để có bộ lá để cho nó phát triển, cho mấy thằng dưới nó phát triển ra nha các anh chị. Mình sẽ tính tiếp. Cái kia cũng nằm ngoài chẳng liên quan ai mà nó lại rủ rời. Cũng chẳng biết thế nào mà là khó quá. Đây này. Cái này thì chẳng liên quan mấy thì nó lại vẫn tả tơi tơi tả này. Cái đó thì không tiếc là hai cây này nó đu hai bên của cái sầu riêng này các chị. Thấy chưa? Đấy, cây này vừa cái cành nhỏ này, cây kia thì đẹp hơn, đang phân vân này thôi, cứ để lại đó. Còn cây này thì được đà nó sụp ở trên này và dưới thì lá cũng xanh. Cây này vừa rồi trái nhiều lắm nha, nhưng mà thôi cho nó đi luôn. Chắc phải trên cục cây rồi, cái cây rồi.
để nó vải mượn nữa là nó ra bông nhiều quá chị, bắt đầu nó lại tiếc. Đấy. Sau khi tựa cái này nhất không ảnh hưởng gì đâu, chỉ đến cái này kia thôi là ổn. Khiếp chưa? Cái kinh nghiệm kia luôn. Cái cây này đang đẹp này. Đang đẹp, đang phân vân này. Nên chặt hết, đưa hết để này. Mà chỉ một cái tiêu này. Bây giờ một cây này phát triển nhanh thì hy sinh thằng này là cây này, cây sầu riêng phát triển nhanh liền. Cây trên kia để cùi thế bây giờ từng đầu luôn quá chị, từng đầu gốc thì sau này tính xong chẳng thắng chết à. Rồi bây giờ có tiếp nối hay gì nó thì chúng ta muộn rồi, chặt mất rồi. Đấy, bây giờ sầu riêng thì lo mà phát triển đi nhá. Đấy, tôi bắt chỉ nhìn nhau thì nó ra cái tán này, nó đụng vào cái cành sầu riêng thì nó lại dựng đứng như trời này. Nhưng nếu mà không có là nó đi phà này thì đẹp này đúng không? Bây giờ nó mắc cái cành sầu riêng cái tiêu phát là nó dựng đứng lên. Thì bây giờ mình chặt hắn này nặng, hắn này tì xuống thêm. Đấy. Mười mấy cây rồi. Nước vô mát mẻ, đứng dưới gốc cột sầu riêng cũng thấy mát nha quá chị. Chia sẻ một buổi làm vườn cho tất cả các anh chị cùng xem. Và hy sinh những cây tiêu nằm gần cây sầu riêng, có cây đẹp có cây xấu nhưng mà cũng đã lỡ đã chặt rồi, giờ có tiếc thì cũng phải chịu. Bác chị xem video mong tất cả các chị ủng hộ nhé, tương tác chia sẻ. Em trai cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Em về nhà đây, trưa lắm rồi. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nắng gió Tây Nguyên TV xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công.